bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Cái giá phải trả cho ngôi vương làng di động của Samsung. Thêm một lần nữa, Samsung lại bị thử thách. Thị trường bán dẫn tuột dốc không phanh, kinh doanh tấm màn gặp lỗ, căng thẳng Nhật Hàn leo thang khiến cho lợi nhuận của Samsung bốc hơi quá nửa trong quý 2 vừa rồi. Không còn con đường nào để đi, gã khổng lồ Hàn Quốc quay trở lại quyết chiến trên mảng thị trường lâu nay bị bỏ bê, smartphone. Bởi thế, năm 2019 đã chứng kiến danh mục Galaxy lột xác. Toàn bộ dòng Galaxy J vốn là đại diện cho phân khúc giá rẻ của Samsung, nay đã bị khai tử. Dòng Galaxy A thay đổi cơ chế đặt tên và chỉ trong vòng nửa năm đã có tới 5 sản phẩm ra mắt trên thị trường: A30, A40, A60, A70, A80. Phân khúc cao cấp không chỉ đón nhận thêm một thành viên mới Galaxy S10e để tăng sức hấp dẫn với người dùng hạn chế kinh phí mà còn vươn tầm lên tận 2.600 đô la Mỹ với chiếc điện thoại gập Galaxy Fold. Quá khứ hờ hững. Không khó để nhìn ra cái giá Samsung sẽ phải trả khi thực hiện cuộc cải tổ này. Càng nhiều model và càng quyết tâm trên các phân khúc giá mềm thì lợi nhuận càng bị bào mòn. Kể từ thời điểm năm 2014 cho đến tận 2018, Samsung đã luôn bộc lộ một thái độ chẳng mấy mặn mà với thị trường di động. Các đối thủ càng phá giá thì Samsung càng hờ hững. Danh mục Galaxy J và Galaxy A từ năm này qua năm khác vẫn tỏ ra đặc biệt kém hấp dẫn về mặt cấu hình hoặc khung giá. Lý do đơn giản là bởi càng chạy đua cấu hình thì lợi nhuận càng giảm. Quan trọng hơn nữa, Samsung đâu cần phải chạy đua cấu hình trong lúc cuộc chiến smartphone đang dâng cao. Các đối thủ càng khô máu thì Samsung càng bán được nhiều tấm màn, nhiều chip, nhiều module RAM, flash, nhiều cảm biến máy ảnh. Samsung đã tự cho mình quyền đứng yên trên cuộc chiến smartphone khốc liệt, bởi sự thực là khi ấy đứng yên sẽ mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Năm 2019 là năm chứng kiến sự hờ hững này chấm dứt. Ngay đến cả các mẫu Galaxy M mới ra mắt còn có thể cạnh tranh ngang ngửa với smartphone Xiaomi hay Oppo về mặt cấu hình. Công nghệ màn hình AMOLED phủ sóng toàn bộ danh mục tầm trung, thậm chí là trên cả Galaxy A30 giá mềm. Cái giá phải trả. Hiển nhiên Samsung phải trả giá. Theo báo cáo tài chính của công ty quý 2 năm 2019, lợi nhuận mảng di động đã sụt giảm 42% so với cùng kỳ năm 2018. Bù lại, tổng doanh số smartphone gia tăng, đặc biệt là trên phân khúc tầm trung với các mẫu Galaxy A50 và A70 bán rất chạy. Đó là tín hiệu đáng mừng cho thấy Samsung đang cải tổ thành công, doanh số tăng trưởng, có nghĩa rằng người tiêu dùng đã tìm đến Samsung nhiều hơn. Phân khúc tầm trung tăng trưởng cũng là tín hiệu đặc biệt đáng mừng, bởi đây là mảng thị trường cứu cánh của cả ngành công nghiệp smartphone trong lúc smartphone giá rẻ ế ẩm và smartphone giá đắt dần suy thoái. Những tín hiệu nửa mừng nửa vui này chắc chắn sẽ còn tiếp tục trong những quý tiếp theo. Đến quý 3 năm 2019, Samsung đã kịp hoàn thiện và phát hành Galaxy A80, chiếc điện thoại với module camera xoay độc đáo. Galaxy A90 được cho là sẽ sớm ra mắt trong những tháng tới, với chip Snapdragon 855 trở thành mẫu smartphone đầu tiên của Samsung được sử dụng chip đầu bảng. Càng sáng tạo, càng đẩy cao cấu hình cho tầm trung, lợi nhuận di động cho Samsung sẽ càng giảm sút. Nhưng biết sao được, Samsung đâu còn con đường nào để đi. Khi tất cả các mảng linh kiện đều đang đi xuống, smartphone đã trở lại thành con đường duy nhất để đi đến tương lai. Nếu thu hút được người dùng vào lúc này, nếu chịu cắt lãi để đánh cho Xiaomi, Huawei, Oppo đến kiệt quệ, Samsung sẽ làm chủ phân khúc cận cao cấp và cao cấp của tương lai. Đến khi ấy, lợi nhuận cả thị trường sẽ thuộc về Samsung. Theo Liam từ Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.